Các tình yêu ha, đây là cái cửa hàng điện mặt trời của đệ tử thầy nè, đường 83 ô 6 khu B thì chắc Hồng Nghĩa ha. Đức Anh Tâm, trò cưng của thầy Thanh. Ồ, có lý nè, thiết bị năng lượng mặt trời ha, cái nào cũng có. Cái này là 830 cành nè. Ồ, cái này là 570W. Ồ, cái này là 100W nè. Có lý đó chứ. Kích cỡ cỡ nào cũng có. Mọi người mua các thiết bị năng lượng mặt trời là tới ủng hộ học trò thì Thanh ha. Ở đường 823 gần sát bên nhà thì Thanh luôn. Mọi người xem nè, cái này là 800W nè, kinh hồn không? 2.650.000 đó, gồm 4 bóng ha, 4 bóng LED lớn. Cái này là 1.650.000 nè. Cái này là kinh, 1.580.000 nè. Cái này là 990 cành nè, 800 cành, 100W. Và rẻ nhất là bên đây 570 cành, ở đây có nữa nè, 25W, 395 cành. Ok, đầy đủ. Mệnh giá cái nào cũng có hết á. 1.190.000 cành. Đó. Ngoài đèn mặt trời ha. Này lắp đặt thay thế bảo hành luôn à. Em ấy còn bán quạt nè. Đức ơi, thầy đang review, thầy giới thiệu mọi người tới mua ủng hộ em nghe. Dạ. Thầy mới review được mới một mớ cái đèn mặt trời thôi. Có chốt kèo không thầy? Chốt kèo chứ review để mọi người tới mua ủng hộ em chứ, đường 823 nha mọi người ha. Ổ này lạ lạ nè. 1.950 cành. Ồ. Này có những tấm pin lớn nữa. Rồi mấy cái quạt này là quạt mặt trời không ha? À, quạt xin lỗi lộn, quạt sạc. Cái này là 1.100.000 ha mọi người ha. Mua chốt kèo ủng hộ cậu cưng thầy Thanh đi. Cái này là 950 cành nè. Nói chung là các thiết bị điện này là nhiều lắm để trang trí nhà nè. Mấy cái đèn này thấy người ta để ở trang trí ở các cột nhà nè. Đó. Nói tóm lại là các thiết bị năng lượng mặt trời có đầy đủ hết ha. Mọi người có nhu cầu cứ tới mua ủng hộ trò cưng của thầy Thanh ha. Cái này 280 cành. Ồ. Ồ, lý tưởng ta. Tự sạc luôn. Ở này đèn ở vườn nè, garden nè, garden là vườn nè. Góc trang trí đẹp. Thầy đang review cái đã. Review phòng kỹ thuật luôn thầy. Để thầy giới thiệu mọi người tới mua ủng hộ em chứ. Ba sửa chữa. Ông này hồi đó là thầy Thanh dạy là đặt tên là Đức Anh Tâm nè mọi người. Anh Tâm. Ồ, có pin đầy đủ luôn ha. Pin loại nào cũng có nè. Lớn nhỏ đều được, có hết. Ok, bao sửa chữa lắp đặt luôn mọi người ha. Bảo hành, lắp đặt, sửa chữa luôn. Có lý quá ta. Này là pin nè mọi người. Pin nè. Ồ, một khối pin thế này là. Mấy cái quạt này chắc là đang bảo hành đây. Rồi rồi, chốt kèo ha mọi người ha. Chốt kèo. Mọi người cứ muốn mua mấy cái thiết bị này liên hệ tới em Đức ha, học trò cưng của thầy Thanh ha, ở đường 823 ha, gần gần cái tòa án mọi người. Rồi, xin chào mọi người ha.